Mà hồi xưa mà Pháp nó qua Việt Nam mình á, dạ. Nó làm cái biệt thự ở bên đó, dạ. Mà nó ở trong nước mình là mấy năm á. Dạ. Cho đó là gì hả chú ha? Cái đó là phế tích của Lầu Hoàng. Tôi không biết được, hiểu được cái dòng chữ này là chữ gì. Ồ ghê chưa? Đây là một con rắn nhỏ thôi, tôi nghĩ là rắn lục. À đường đó, đường này hồi đó. À, à không. Là con đường này. Đường con đường này lên thẳng đấy. Hàng Mật Tử ở Sài Gòn về gặp Mộng Cầm ở Phan Thiết này. Dạ. Rủ nhau lên đó làm thơ, sáng tác bản nhạc là đường lên dốc đá. Mọi người thấy những cái chấm đen nhỏ nhỏ không? À. Tức nghĩa Lầu Ông Hoàng không phải mang tên của một anh nào đó. Lên dốc đá rồi xuống cho Mộng Cầm Hàng Mật Tử vậy. Hay quá. Tôi sẽ tận tay và tận mắt. À, nãy giờ quên hỏi chú là chú tên gì? Bính. Dạ. Chú Bính. Chú Bính 71 tuổi. 71 tuổi ở Dự Tháp Bô Sa Nư. Dạ, Dự Tháp Bô Sa Nư ở Bình Thuận. 71 mà còn ngon lắm nha. Sao còn trẻ mày? Ngon mà, bậy dở hoài còn ngon lắm anh. Đơn giản đâu, thiệt chứ. Và khăn đi. Không, cỡ này cũng còn cái gì đó được. Cho biết. Sao vậy? Cái gì đó được. À, con cảm ơn chú. Dạ. À mọi người ơi, cái con đường này là cái con đường mà nhà thơ Hàn Mạc Tử đã gọi trong của cái bài thơ của ông ấy là đường lên dốc đá. Tức nghĩa là con đường này ngày xưa nó rất là đá, có nghĩa rất là xấu chứ không phải là đẹp như bây giờ. Còn bây giờ thì cái người sau này người ta sẽ cải tạo nó và trùng tu để cho khách tham quan có thể khám phá và tìm hiểu ở khu vực này dễ dàng hơn. À, bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi lên phía trên ấy và sẽ chiêm ngưỡng Lầu Ông Hoàng, nơi mang rất là nhiều dấu tích và câu chuyện tình của Hàn Mạc Tử với bà Mộng Cầm. Tôi vừa tìm hiểu xong ở cái khu vực Bô Sa Lư khoảng anh. Bô Sa Lư thì có một đoàn các bạn trẻ tiếp tục lên check in. Phải nói là những cái nơi mà du lịch và khám phá những cái di tích cổ lúc nào cũng có sự thu hút của rất là nhiều người, đặc biệt là những người thích khám phá như tôi. Còn những bạn ấy thì là thích check in những cái view đẹp để cà khịa với lũ bạn. Đây chắc là cái bờ rào ha, bờ rào xung quanh của cái đền này. Em thấy có con đường nhỏ chắc đi xuống chùa của anh, tại vì hồi nãy em thấy có con chùa đó. Tiếp tục trên con đường đi lên cái đồi ngắm trăng, à không, Lầu Ông Hoàng, lại có một cái bia tưởng niệm. Bia tưởng niệm. Tôi lại phải viếng một lần nữa. Không quen ha, có cái bát hương, có cái đỉnh nhưng mà mình không có đốt nhang được. Ở cái bia tưởng niệm này thì có ghi một cái dòng chữ là ngày 14 tháng 6 năm 1947, đại đội hoàng hoa thám trung đoàn 82 cải trang tập kích tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Lầu Ông Hoàng, diệt và bắt 38 tên, thu toàn bộ vũ khí trang phục, có một khẩu đại liên, viết tắt là Vicker. Tôi đọc được là Vicker, tức nghĩa là V I C K
K, E và AR. Đây là một trong những trận đánh điển hình của An Lạng LVT là gì ta? À, lực lượng vũ trang, viết tắt của lực lượng vũ trang Bình Thuận, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. À, cũng có một tài liệu tôi cũng có tìm hiểu, một tài liệu là ở cái địa điểm Lầu An Hoàng này đã từng phải chịu ảnh hưởng của hai cuộc chiến tranh, đó là Pháp và Mỹ. Và hầu như ở trên này chỉ còn lại là những vết tích tàn dư của Lầu Ông Hoàng vì bị ảnh hưởng của bom đạn thời ấy. Sao anh? Cái lô cốt hả? Anh thấy như cái hầm vậy? Lô cốt hay hầm? Hầm lô cốt hả? À, nút trong đó nó bắn ra đó. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi nè. Ừ, có cái lỗ, có những cái lỗ, đúng không? Ừ. À, tức là những cái người lính họ ở trong này họ canh, họ chĩa súng ra, khi mà có, nói chung là có địch á là họ sẽ bắn ra ngoài, còn ở ngoài thì bắn vô cũng rất là khó. Thôi anh ơi, đừng vào đó nè. Em thấy ở trong đó cũng có một cái đường hầm đi vào. Ừ, tôi nghĩ thì nó cũng sẽ giống như ở hầm pháo đài mà tôi đã từng tìm hiểu ở video trước. Và hầu như những cái lô cốt và những hầm pháo đài thì của người Pháp họ xây dựng thì chắc có thể là giống nhau, và cũng để ở trong họ ngắm ra ngoài thế thôi. Nhưng mà không dám vào đâu mấy đâu, ghê lắm, có nhiều thứ nguy hiểm, vắng rít rồi anh ha. Ờ, con đường đi anh cũng dốc và sẽ khó đi, và khuyến cáo mọi người nếu mà đi lên Lầu Ông Hoàng phải đi lúc mà trời khô ráo nha. À, nếu mà có nắng càng tốt, bởi vì nếu mà hello chào em đi một mình hả? Đi dưới công ty em đang ở dưới. À, em ở đâu ra đây? Em ở Hồ Chí Minh. Sài Gòn. Em ra lúc nào? Chiều hôm qua. Ờ, thế thì nào em về? Chiều mai em. Ừ, anh mới gặp và anh mới ra bữa nay thôi. Rồi chào em nhé. Chúng em có chuyến đi thám hiểm vui vẻ. À, đây tôi cũng thấy có một cái lô cốt, hay gọi là hầm lô cốt đúng không anh? Em bước lên trên. Ờ, thời Pháp. Ây da, ây da, ây da, ui, ô, ô, wow, ok anh. À, ở đây sẽ là, sau lưng tôi mọi người thấy không, đây là cái, tôi nghĩ đó sẽ là Lầu Ông Hoàng. Chút xíu nữa tôi sẽ nói về Lầu Ông Hoàng cho mọi người nghe. Và xung quanh sẽ có rất là nhiều những cái lô cốt là của người Pháp họ đã xây dựng, hay là người Mỹ gì đó, trong cái thời kỳ chiến tranh thì những cái lô cốt này họ đã xây dựng và để phòng thủ của cái đường biển phía ngoài này. Và bây giờ bây giờ cái view cũng sẽ rất là đẹp và rất là mát cực kỳ. Ở xa ra đó là cái núi gì anh biết không? Chỉ là một ngọn núi thôi nhưng mà không biết núi gì. Và những cái thúng và những con thuyền đánh cá đang đậu neo đậu ngoài đó chắc là chưa đến giờ đi đánh bắt. Và thường tôi biết được những cái vùng biển ở những cái địa điểm mà du lịch biển thì ban đêm họ sẽ đánh bắt vào ban đêm, và hoặc là chiều thì khi khoảng 9-10 giờ tối á, họ sẽ thu hoạch được cá và họ sẽ đem lên bán tại chỗ luôn, cá tươi. Nếu mà tối nay tôi có thời gian thì tôi sẽ đi tìm hiểu và đi dạo một vòng để xem người ta buôn bán ở khu vực này như thế nào. Bây giờ thì mời các bạn tiếp tục đi lên Lầu Ông Hoàng. Thank you.
cái bà lầu ống hoang thì tôi thấy cỏ nó rậm rạp lắm rồi, cây cối nó mọc um tùm và đã bỏ hoang thì đương nhiên là cây cỏ nó phải um tùm như thế này. Nói chung là mọi người muốn đi khám phá tìm hiểu nơi này cũng phải cẩn thận những cái con côn trùng có thể gây hại nha, nhiều lắm, nhiều, có rất là nhiều những cái tàn tích còn sót lại mà phía trong đó rất là nhiều, tôi thấy rất là nhiều, nhưng mà tại vì cỏ nhiều quá, rậm rạp quá, tôi không dám vào, rất là nguy hiểm. Ở bên này thì lại có một cái giống như tấm bia vậy anh ha, đây nè, giống như tấm bia hả, tôi thấy có những cái dòng chữ nè, có những dòng chữ rất là nhỏ và những cái số đuôi, tôi nghĩ là nó thấy là tôi thấy là nó 5.000, 2.000, còn bên này là dòng chữ, tôi không biết được, hiểu được cái dòng chữ này là chữ gì. Để xem trong này sẽ là chữ gì. Và tôi thấy có chữ bà Tư ha, bà Tư. Còn ở trên này là những dòng chữ gì mà không đọc được, không đọc được. Ở khoảng giữa sẽ là có, nó bị mất rồi nên cũng không thể đọc được ở trong này là gì. Và ở đây sẽ là những hàng số 2.500, 500, 580 ha. Không hiểu được. Không biết được. Lại là hầm ha. Cái này nó mất chân này bắn ra. Ừ. Cái này nó rộng hơn cái lúc nãy nè. Thấy không? Đây. Nó rộng hơn và nó có một cái điểm nối. Ở đây là một cái điểm nối. Và đúng rồi, hầm low cost. Nó chỉ là một cái hầm nhỏ như thế này. Ô này là những cái nơi để những cái người lính, người ta ở trong, người ta ngắm ra bà bắn vào những ai mà xâm phạm vô khu vực này, mà họ cho là tạm gọi là đập đi. Bên này nữa cũng là những căn hầm nhỏ và bên này nó sẽ thông qua bên kia. Cũng là những căn hầm nhỏ của hai bên, nhưng mà tôi thấy nó có cái cấu tạo rất là khác biệt. Ở trong này nữa có những cái ô nhỏ rất là khác biệt ở những cái mình quay lại đi. Hay là mình băng từ đây qua bên kia. Ây da, chắc cũng không có gì, tôi cũng phải nhìn kỹ ở dưới đất có gì không, có dám qua. Cỏ và cây và hầm lô cốt. Cũng không có gì, chỉ là những căn hầm. Và lúc đấy những người lính họ sẽ ở trong này và nhìn ra những cái nơi này thì nhìn ra biển này, còn nơi này sẽ là cái con đường mòn lúc nãy mình lên, và đường này thì đường đi ngang cái con đường nói, và người lính họ sẽ di chuyển ở cái khu vực này để bảo vệ cái nơi họ đang canh giữ, tức là sẽ bắn ra ngoài. Chào chị, chị có dám vào đây không? Có nhất, cũng rất là nhiều người muốn tìm hiểu lầu ngoài này. Chị biết đây là lầu ngoài không? Dạ em mới biết đó. Để mình đi lên và gặp chị ấy sẽ nói chuyện nhiều hơn. Ây chà. Và sẽ di chuyển lại con đường cũ.
Và đây, đây là cái điểm nối lúc nãy ở dưới những căn hầm. À, không biết có nên bước qua hay không, mà tôi nghĩ chắc tôi nhẹ mà không sao đâu. Đấy, ở trên này là những cái tầng, cái mặt trên của cái tầng hầm lúc nãy mình đi nè. Rồi bên kia cũng vậy luôn. Rồi đây là những nơi, cái nơi mà người ta, cái người lính họ canh giữ, và ở dưới họ ngắm ra ngoài. Bây giờ mình sẽ đi vào để nhìn tận mắt và sờ tận tay. Chào em. Hi anh. Em có cái đầm rất là xinh. Cảm ơn anh. Em ở đâu đến? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh. À, tôi sẽ tận tay và tận mắt nhìn được Lầu Ông Hoàng, nơi mà xung quanh đây, nơi mà vị trí này đã từng có dấu chân của Hàng Mạc Tử, và đâu đó cũng có dấu chân của người tình của ông ấy, tức là bà Mộng Cầm. Tôi sẽ đi một vòng trước. À, ai đó đã khắc tên mình ở cái địa điểm này để làm kỷ niệm. Rất là nhiều, tôi thấy rất là nhiều dấu, nhưng mà do cái lớp rửa này nó lâu ngày thì nước mưa nó sẽ tràn và hư rồi, nó đã bào mòn bớt rồi nên không còn thấy rõ là tên gì. Ừ, có cái da con rắn kìa. Ôi ghê vậy, vừa thấy không đấy mà anh, thấy không, thấy cái da rắn không, thấy chưa, đâu rắn nè. Đúng rồi, rắn nó có thể bò, tức là cái bờ tường này nó bị nhặt, nó bị nó có sờn nên có thể bám vào đây. Ồ, ghê chưa, đây là con rắn nhỏ thôi, tôi nghĩ là rắn lục, rắn lục, và chắc là nó còn trú ngụ ở đâu trong đó. Nhiều khi mình chui chui cái đầu vào nó mổ cái là chết liền á. À, bên đây là cái view nhìn ra biển nha mọi người, đẹp lắm. À, tôi sẽ nói thêm ở cái địa điểm này, và cái Lầu Ông Hoàng thật ra là, ôi, để tôi nói một ít về cái chỗ này, đã quá đẹp luôn. Nếu mà ở khu vực này mà ngắm hoàng hôn sẽ rất là đẹp, gió đang rất là mát. Ở đây thì một cái view tàu bè bên kia đang đậu, tàu thuyền đánh cá, có một cái khu vực neo đậu ở bên đó. Lầu Ông Hoàng không phải là mang tên của một người nào đó tên Hoàng. À, chị có hiểu không? Chị có biết về vấn đề này không? Không. Ừ. Thế thì em có tìm hiểu như thế này. À, chị tên gì ạ? Chị tên Thanh. Chị tên Thanh. Chị ở Sài Gòn đúng không? Chị ở Bắc Ninh. À, thế em xin lỗi. Tại em gọi chị đi với nhóm bạn bên kia. À, thế thì chị có muốn tìm hiểu tại cái Lầu Hoàng này không? À, chị muốn xem cho biết thôi. Xem cho biết. Ừ. Chị... Sao họ lại gọi là Lầu Hoàng mà sao nó còn có cái chút xíu sơ sơ vậy? Ok, em sẽ nói về Lầu Hoàng. Tức là ở đây cũng là một cái tài liệu em tìm hiểu được ở những nhiều bạn, và có những cái trang sách ở trên Google. Nếu mà chị và mọi người có xem được video này, muốn tìm hiểu sâu hơn thì search Google. Tức nghĩa Lầu Ông Hoàng không phải mang tên của một anh nào đó tên Hoàng, mà là chỉ nói về một cái độ hoành tráng của cái khu vực này. Ngày xưa nó không phải là như vậy đâu, không phải là cái đài nhỏ nhỏ như vậy đâu, cái lầu như vậy đâu. Ừ. Tức nghĩa là nó sẽ là một, mình nói nôm na cho dễ hiểu, là một cái căn thự, biệt thự rất là hoành tráng. Đúng rồi, rất là hoành tráng. À, em nghĩ, em nhớ lúc đó là của một có thể gọi là đại gia người Pháp, mà họ bỏ đến
82.000 đồng Đông Dương lúc bấy giờ đó, thì em nghĩ chắc là lớn, thì có thể là gọi là một vị đại gia. Thì họ xây cái khu vực này nên họ mới gọi là lầu Ông Hoàng, là chỉ ra cái độ hoành tráng của nó là to lớn, siêu bự siêu rộng như những khu biệt thự bây giờ. Đúng rồi chị. Và ông nó khai phá đâu hết thì nó sơ sơ đâu đâu. Tức là khi trải qua nhiều cái cuộc chiến tranh, hai cuộc chiến tranh Mỹ và Pháp, thì đây họ nó hứng chịu cái bom đạn, và cái sức tàn phá của bom đạn thì biết rồi, rất là nguy hiểm. Nên bây giờ nó chỉ còn dấu tích như thế này thôi. Và đâu đó ở cái địa điểm này, ông Hàng Mạc Tử đã từng nắm tay bà Mộng Cầm và để ngắm trăng. Cứ bảo là Hàng Mạc Tử đã nâng cư trú ở đây. Đúng, ông ấy được mời để cư trú ở đây. Rồi từ đó ông Hàng Mạc Tử mới sáng tác được cái bài thơ là Đường Lên Vách Đá. Rồi hôm nay là vậy hả chị ha? Được, được. Chị tên gì? Chị tên Thanh. À chị Thanh, rồi em cảm ơn chị Thanh đã tiếp chuyện với em. Bây giờ em đi vô này cái xíu coi ở trong này nó có cái gì. Ở ngoài kia em thấy có cái da con rắn. À. Vậy là cũng có nghĩa là cũng. Dạ. Bây giờ thì tôi nghĩ là ở trên kia có những cái ngọn cây, thì và ở những cái ô ngoài nhỏ ngoài này nè có những cái tấm ván, và tôi nghĩ là đã từng có một cái cầu thang hay gì đó. Ây da, tôi đã được vào trong rồi mọi người. Đây à, tôi thấy có một cái cây kèo, cái đòn dắt ngang, và những cái ô nhỏ nhỏ, và có một cái lỗ nhỏ tôi lấy, thì tôi nghĩ chắc từng là một cái bậc thang hay gì đó mới có thể leo lên đó được. Những cái trần nó đã bị sườn hết rồi. Ô dê, dê có rất là nhiều dê đang trú ngụ ở trên đó, có những con dê rất là nhiều. Mình không lên gẹo những con dê đó. Đây. Và xung quanh cũng là những cái chất liệu đá mà tôi thấy lúc nãy ở ngoài tháp Doragon, Bosali. Đây có những con dê. Đây, mọi người thấy những cái chấm đen nhỏ nhỏ không? Đây, chấm đen là những con dê nè. Đó, có rất là nhiều dê đang ở đó. Còn những cái dấu chéo chéo là những cái cây sắt thanh sắt mà nó lâu ngày nó bị tóc cái lớp nhựa, lớp hồ, lớp xi măng ra, thì có thấy những cái chấm đây là những chấm đen, những con dơi nè, mình thấy rõ không? Đó, nó đang bay, có một con đang bay ra. Nếu là bây giờ tôi lấy một cái viên đá chọi lên thì nó sẽ ào ra một lượt. Mình không nhận nó rất là nhiều, tôi đến có thể là hàng trăm con. Và tôi thấy ai đó đã làm sao mà có thể leo lên đó để khắc cái tên mình trên đó, rất là nhiều, rất là nhiều những cái tên. Trang nè, An nè, My nè, Phụng nè, bốn cái tên của bốn người bạn gái. Làm sao có thể lên đó được để khắc cái tên mình? Tôi thấy có những cái tên mà cao hơn nữa, không biết cách nào họ leo lên đó. Nhiều lắm, nhiều cái tên mà ở khu vực này. Nhưng nè, nhiều lắm. Ở phía gần gần cũng thấy. Vậy thì ở đây chỉ còn là một cái vết tích nhỏ còn sót lại của lầu Ông Hoàng. Như dấu ấn lịch sử của nhà thơ nổi tiếng Hàng Mạc Tử và bà Mộng Cầm.
các bạn thân mến, vậy thì sau 40 năm từ lúc tôi biết được những câu chuyện về hàng mặc tử qua những cái trang sách vỡ lòng và những câu thơ của ông ấy như là Đường lên dốc đá, hay có bài hát là Ai mua trăng tôi bán trăng cho, thì ngày hôm nay tôi đã biết được nơi mà hàng mặc tử đã từng đến và sáng tác những bài thơ rất nổi tiếng cho đến bây giờ mà nhiều người còn nhớ. Thì bây giờ thì tôi đã biết được cái vị trí của ông ấy đừng đến qua những giai thoại về ông, và còn rất là nhiều câu chuyện, những giai thoại về ông hàng mặc tử rất là nhiều. Tôi sẽ có dịp đi đến nơi mà được xem là nguyên quán của ông, đó là Bình Định Quy Nhơn quán anh, đúng không? Ở xa xa tôi sẽ thấy có những ngôi mộ, tôi nghĩ đó là cái nghĩa địa, phải anh? Bên đó đó. Ừ, là nghĩa địa của người dân Nha Trang hả? Ê, người dân đây hả? Phan Thiết. À, người dân Phan Thiết. Cái chỗ Phú Hàng. À, nghĩa trang Phú Hài đây ha. Ừ, từ bên này mình thấy rất là nhiều. Rồi. Trước mắt thì tôi chỉ thấy được cái tàn tích của nơi này, nhưng mà tôi cũng có thể tưởng tượng được là ở đây đã từng là một nơi rất là hoành tráng, rất là to lớn, và cũng do bởi sự tàn phá bom đạn của hai cuộc chiến tranh nên bây giờ chỉ còn lại những di tích cho chúng ta đến đây và tìm hiểu nó thôi. Như đó cũng là một cái quý báu lắm cho cái thế hệ 8X đời đầu như tôi, đến bây giờ mới được biết những câu chuyện về hàng mặc tử. Rồi, bây giờ tôi xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới và những cuộc khám phá tìm hiểu những nơi mà thú vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nhé. Bây giờ tôi sẽ quay lại cái địa điểm ban đầu tôi xuất phát, tức nghĩa là cách đây 15 cây số, và cũng cảm ơn anh Dầu rất là nhiều đã đồng hành với em trong video này, anh rất là nhiệt tình, cũng cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Có dịp em sẽ alo anh lần nữa nếu mà có đến Mũi Né. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều một lần nữa và chào tạm biệt mọi người nhé.